cơ. Con làm được chứ? Giật mình như này là đang định làm gì khuất tất đúng không? Em nhìn thấy tay anh run không vậy? Tối nay là tận hai lần anh thùng tim rồi đó. Anh làm gì đây? Làm gì đâu, chỉ đi kiểm tra xem là cái siêu năng lực hôm bữa có xài được không thôi. Tôi chỉ khuyên cậu một lần duy nhất là phải biết tiết chế năng lực đặc biệt này, vì nó sẽ mang rất nhiều tai họa đến cho bản thân cậu và người thân của cậu nếu không dùng đúng chỗ. Sau khi khám nghiệm thi thể của nạn nhân thì có thể kết luận rằng nạn nhân tử vong do huyết khối não nên dẫn đến đột quỵ. Như vậy có nghĩa là trong khi đi cầu thang xuống, huyết khối trong não dẫn tới tình trạng đột quỵ, bé ngã xuống và tử vong. Chính xác. Em bắt họ đi. Chị ơi, chị có thể nói lại một lần nữa không chị? Hai người đó là hai người nào vậy chị? Họ là ba ruột và mẹ kế của con gái ruột của tôi. Hả? Con gái ruột của người ta là bà giả mang chị. Tụi nó hành hạ con bé, rồi đẩy con bé té xuống cầu thang chết rồi. Phải đó, kêu công an đi chứ. Tôi nghĩ là chúng ta nên đóng vụ án này tại đây được rồi, và thông báo với gia đình của nạn nhân về cái chết theo đúng báo cáo của pháp y. Vậy thì còn vụ bạo hành trẻ em thì sao? Nạn nhân đã tử vong rồi, cô còn muốn đẩy vụ án này đi xa đến mức nào đây?